Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ hàng tuần tối thứ năm từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, tức là 11:30 tới 12:00 trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ, với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh. Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả của Đài Hoa. Dạ vâng, chúng ta đang đến với chương trình trực tiếp. Trong lúc này chúng tôi đã bắt đầu nhận câu hỏi. Quý vị và các bạn có những thắc mắc liên quan tới di trú Hoa Kỳ, xin vui lòng gửi ngay vào phần bình luận nhé. Chương trình ngày hôm nay để nối tiếp với chủ đề quy trình trục xuất mà chúng ta chưa có đủ thời gian để thảo luận hết trong 2 tuần vừa qua, với quá nhiều những thắc mắc, những câu hỏi của quý khán thính giả khắp nơi. Thưa luật sư Khanh, mình đã nói về quyền và nghĩa vụ của một người khi bị lệnh trục xuất đó, thì cần phải làm gì và có thể làm gì, và giới hạn những cái điều mà họ không thể làm trong thời gian đang chờ trục xuất. Và ngày hôm nay xin hỏi thăm với luật sư Khanh là trong lúc chờ trục xuất đó, có những cái thay đổi trong đời sống của họ thì họ có thể có cơ hội được thay đổi cái tình trạng bị trục xuất hay không? Chẳng hạn như trong thời gian chờ đợi, bản thân người bị trục xuất họ thay đổi tình trạng hôn nhân, họ kết hôn với người có thẻ xanh hoặc là người có quốc tịch Mỹ, thì điều đó có ảnh hưởng gì đến quá trình trục xuất của họ hay không, thưa luật sư Khanh? Dạ thưa chị hỏi câu hỏi này rất là hay. Bởi vì cái vấn đề nó quay ngược lại là cái lúc mà sở di trú họ trục xuất mình đó, là họ trục xuất về cái tội gì. Sau tháng 4 năm 1997 thì bên luật di trú có thay đổi, họ nói những cái tội hình sự, ví dụ mà mình phạm những cái tội hình sự nặng thì cái từ đó nó gọi là aggravated felony, có nghĩa là cái tội nào mà mình có thể bị bỏ vào tù hơn một năm, và mình ở trong tù hơn một năm á, thì những cái tội đó có thể gọi là aggravated felony. Và một khi sở di trú họ trục xuất mình mà mình có cái tội aggravated felony, thì cho dù sau này mình thay đổi tình trạng hôn nhân, cho dù sau này mình thấy có cái vấn đề gì khác nữa, thì mình cũng không có thể mở cái hồ sơ của mình lại được vĩnh viễn, tại vì cái luật nó nói như vậy. Còn ví dụ mình chỉ bị trục xuất về giống như mình phạm mấy cái tội nhỏ, giống như tội cướp bóc gì thôi, nhỏ thôi chứ không phải là coi như tội nặng hơn nữa, và họ bỏ trục xuất mình đó, rồi mình có cái lệnh trục xuất cuối cùng, từ sau trong cái thời gian mà mình đợi sở di trú coi như thành hoàn thành cái quá trình trục xuất đó, mà ví dụ mình cưới một người có quốc tịch chẳng hạn, thì mình có thể xin với sở di trú mở lại cái hồ sơ cũ để cho mình coi như là xin lại cái thẻ xanh, xin cái thẻ xanh qua cái diện hôn nhân. Nhưng mà cái này tùy theo quan tòa họ có chấp nhận cái mình, coi như là cho chấp thuận cho mình mở cái hồ sơ cũ lại hay không. Nếu mà quan tòa họ chấp nhận mở cho mình mở lại cái hồ sơ cũ, thì mình vẫn có thể tiến trình tới coi như là xin cái thẻ xanh qua quan tòa, qua cái diện cưới hỏi. Còn nếu mà quan tòa không chấp thuận thì tới lúc đó mình lại có một có vấn đề khác nữa. Vâng, như vậy là tùy thuộc vào cái vị quan tòa đó quyết định, chứ không có một cái luật rõ ràng là như thế này, khi mà tôi kết hôn với người có quốc tịch thì đương nhiên luật cho phép tôi thay đổi tình trạng hay là thay đổi cái quy trình trục xuất như thế nào chăng? Dạ thưa chị, thì thông thường á là một là nếu mà cái hồ sơ của mình thua ở quan tòa và mình không có kháng kiện lên á, thì lúc mà mình xin cái gọi là cái motion to reopen á, có nghĩa là mình xin quan tòa mở lại, thì mình phải xin cái quan tòa đó. Còn ví dụ một khi mình quan tòa đã phán cho mình bị trục xuất rồi, và mình coi như mình kháng kiện lên trên Board of Immigration Appeal á, BIA, và mình thua ở đó, thì lúc mà mình muốn xin cái hồ sơ mở lại mình phải xin với BIA. Thì trên BIA đó là một cái nhóm luật sư và những có nhiều người quan tòa nữa, nhưng mà thông thường những cái người mà họ nghe thông thường là 3 người cho cái hồ sơ của mình. Họ có một cái panel, có nghĩa là nguyên một 3 người trong đó họ sẽ coi cái hồ sơ mình, họ duyệt. Thì nếu mà họ chấp thuận họ sẽ quay ngược lại, họ nói quan tòa ở dưới mở cái hồ sơ lại. Còn nếu mà giống như Khanh nói hồi lúc mới nãy, nếu mà mình thua ngay cái giai đoạn với quan tòa và mình không có kháng kiện lên BIA, thì lúc mà mình xin mở lại thì mình xin mở với quan tòa. Thì cái này nó có một cái sự khác biệt một chút thôi. Vâng, đó là về tình trạng hôn nhân. Thế còn về, thí dụ như đối với những người nữ mà bị lệnh trục xuất đó, mà trong lúc thời gian chờ đợi để hoàn tất cái quy trình, thì họ mang thai, họ sinh con ở Mỹ, và đương nhiên cái đứa con mà sinh ra trên đất Mỹ thì được có quốc tịch Mỹ, thì trong những trường hợp đó có cứu xét nhân đạo thay đổi cái chuyện mà họ bị trục xuất hay không ạ? Dạ thưa chị, dạ thưa không. Tại vì vấn đề là nước Mỹ họ nói là cái sự tách rời giữa bố mẹ hoặc con cái trong cái quá trình trục xuất, cái đó chuyện là bình thường, bởi vì họ đã dùng cái từ trục xuất rồi, có nghĩa là một người phải đi. Thì Khanh có thấy rất nhiều trường hợp, ví dụ cái người mẹ hoặc bố đang trong quá trình trục xuất và họ có con cái chẳng hạn, cho dù con cái này đang dưới tuổi vị thành niên hoặc là mới sanh ra, thì quan tòa có nhiều lúc họ phán cái câu rất là hay, họ nói là hay có nghĩa là mắc cười đó. Họ nói là con cái của quý vị có quốc tịch mà,
quý vị có thể đem con cái về nước quý vị ở tới lúc nào tụi nó đầy đủ tuổi vị thành niên, tụi nó có thể qua lại. Còn nếu không, quý vị phải coi như là tìm một cái người nào đó bên này để mà giao con cái lại. Còn nếu không, cái này con cái không phải là một cái, nó gọi là cái sự nối kéo của quý vị cho quý vị ở lại. Như vậy là Đó. dạ như vậy là không có một cái yếu tố nào khác, cái người bị lệnh trục xuất là chính bản thân người đó phải chấp hành cái lệnh đó. Hồi nãy luật sư có nói có một vài trường hợp người bị trục xuất có thể xin cứu xét đó, thì xin hỏi thăm luôn tất cả những trường hợp khác, những cái trường hợp nào có nằm trong cái diện có thể được xin cứu xét thưa luật sư, và xin bằng Dạ cách thưa nào? chị, ví dụ trong cái quá trình quý vị đã bị trục xuất rồi nhưng mà quý vị chưa có bị nước Mỹ coi như là trục xuất quý vị ra nước Mỹ đó, thì trong thời gian đó ví dụ nếu mà quý vị trở thành một cái nạn nhân của những cái sự bạo hành trong gia đình chẳng hạn, thì quý vị có thể xin dưới một là VAWA, qua những là coi như nếu mà quý vị cưới một người có quốc tịch hoặc có thẻ xanh thì mình có thể xin cái đó, và sau một khi mình xin, mình có thể xin quan tòa mở cái hồ sơ lại để mình cho mình xin thẻ xanh. Thì cái đó nó không có đụng chạm tới hôn nhân, nhưng mà cái vấn đề nó cũng dính líu tới hôn nhân, bởi vì trong cái cuộc hôn nhân của quý vị lại là một cái nạn nhân của những cái sự bạo hành. Còn ví dụ mà quý vị không có cưới một cái người có quốc tịch hoặc có thẻ xanh, thì nếu mà quý vị vẫn là nạn nhân của cái sự bạo hành trong gia đình á, thì mình có thể xin cái visa, nó gọi là cái U visa cho những cái nạn nhân của những cái tội hình sự khác nhau. Cái U visa nó không có hạn chế về coi như là quý vị phải là nạn nhân của bạo hành, quý vị cũng có thể là nạn nhân của những sự cướp bóc, đâm chém hay bắn gì đó. Thì một khi quý vị xin cái visa đó, một khi bên sở di trú chấp thuận, thì mình cũng có thể quay ngược lại bên quan tòa và mình nói: thưa quan tòa, bây giờ cái tình trạng của tôi đã thay đổi, có nghĩa là tôi bây giờ tôi xin được cái visa này và xin quan tòa mở cái hồ sơ lại cho tôi để tôi ở lại đây hợp pháp. Thì giống như đầu chương trình chị Trà My nói, nếu mà trong cái quá trình mình đang trong bị trục xuất mà mình thay đổi tình trạng theo cái kiểu hôn nhân hay sao đó, thì tùy theo tình trạng mình vẫn có thể mở hồ sơ. Sau đó nữa, có thể là quý vị không có cần phải có cái cuộc hôn nhân, nhưng mà ví dụ quý vị có những cái con đường nào khác để mà quý vị đi, quý vị có thể xin ở lại. Nhưng mà Khanh muốn tóm tắt lại như vậy. Quý vị biết từ hồi đầu năm ngoái tới giờ thì Khanh với chị Trà My có làm nhiều cái khác nhau, có làm về đi lao động, xin visa lao động. Nói chung về vấn đề trục xuất và xin visa đi lao động, một khi quý vị đã có cái lệnh trục xuất rồi, thì cái visa đi lao động cho dù quý vị có xin, thông thường họ sẽ bên là lãnh sự bên sở di trú họ cũng không cho, và quan tòa thông thường họ cũng không có đồng ý mở cái hồ sơ cho visa đi lao động cho quý vị đâu. Nên vì vậy, nếu mà trong cái quá trình quý vị bị trục xuất á, cái cơ hội chắc nhất cho quý vị để mà coi như là có thể xin ở lại, một là qua cái vụ hôn nhân, hoặc hai là qua những cái visa giống như là nạn nhân của sự bạo hành trong gia đình, hoặc là cái visa coi như là nạn nhân của những cái tội hình khác. Và cái cuối cùng á, coi như là nếu mà mình có thể chứng minh được là coi như mình là nạn nhân của những cái người buôn người, có nó gọi là human trafficking á, thì mình vẫn có thể xin nó như vậy để mà mình mở cái hồ sơ lại và xin thẻ xanh để ở lại. Đó là trong suốt cái quá trình, trong cái thời gian chờ đợi qua nhiều cái giai đoạn để tiến tới cái ngày cuối cùng là bị trục xuất. Thì thí dụ như những cái người mà đã đến giai đoạn chót rồi, sắp sửa bị trục xuất, có ngày giờ, có giới hạn luôn chẳng hạn, mà họ vì một cái lý do gia đình hay là một cái lý do sức khỏe, hay là gọi là vợ đau con bệnh chẳng hạn, thì ở cái giờ phút cuối cùng đó họ có thể xin hoãn thi hành lệnh trục xuất vì lý do nhân đạo được không thưa luật sư Khanh? Dạ thưa chị, mình có thể xin, nó gọi là cái emergency stay of removal, có nghĩa là trong cái tình trạng khẩn cấp mà cho mình đừng có áp dụng cái lệnh trục xuất và đừng có đưa mình ra ngoài á, thì tới lúc đó mình phải chứng minh là tại sao mình phải có thể xin ở lại. Thì thông thường phần lớn á, nếu mà mình chỉ nói là người mà nhà mình có người bị bệnh, thì nói chung là bên sở di trú họ cũng không có chấp thuận mấy cái việc này. Nhưng mà nếu mà mình nói là cái hồ sơ của mình nó có cái khúc mắc gì đó, hoặc là mình đang có một cái sự cải và cải biến mới á, thì mình có thể xin cái đó, mà phần lớn có thể họ sẽ cho ở lại. Hoặc là mình đang kháng kiện cái hồ sơ của mình thì có thể họ sẽ cho ở lại. Còn nếu mà mình chỉ nói về mình cái người thân của mình bị bệnh hoặc con cái bị bệnh, thì nói chung Khanh thấy là sở di trú họ không chấp thuận mấy cái vấn đề đó. Nếu mà chấp thuận có nghĩa rất là hiếm chứ không phải là thường.
Tức là trong các trường hợp trục xuất đa phần là không có áp dụng bất kỳ một lý do nhân đạo nào hết. Trục xuất có nghĩa là đã xong rồi, hồ sơ của anh đã bị gọi là loại khỏi cái vòng cứu xét rồi. Thưa luật sư, cái mức độ thành công của những người xin cứu xét, xin có một cơ hội kháng kiện, xin có một cơ hội được xem xét lại hồ sơ, mức độ thành công của họ 50-50 hay là dưới 50, hay là có nhiều khả quan không, có cơ hội nào thành công? Thưa chị, để trả lời câu hỏi này mình phải quay ngược lại, mình coi cái quá trình của họ lúc mà họ bị trục xuất là như thế nào, và họ bị phạm những cái tội gì, hoặc là họ chỉ bị phạm những cái tội nhỏ. Và cái thứ hai mình phải coi lại cái bằng chứng mới nó có mạnh hay không, coi như là những cái điều mới mà mình xin họ có mạnh mẽ đủ mà để coi như là mở lại hay không. Ví dụ mình chỉ nói là ồ bây giờ tôi muốn mở cái hồ sơ lại bởi vì tôi mới cưới người có quốc tịch mà tôi chưa có gì hết, thì có nhiều lúc quan tòa họ cũng không có chấp nhận mấy cái này. Nên vì vậy giống như một cái mà Khanh, một cái điều mà Khanh lúc nào Khanh cũng nói với thân chủ á, thì ví dụ quý vị cứ coi như là cái hồ sơ của quý vị như coi là một cái quá trình quý vị xây căn nhà đi. Nếu mà quý vị xây căn nhà trên hồ sơ là mình làm bằng đất sét chẳng hạn, trời mưa đất sẽ gió thì thổi bay hết. Còn nếu quý vị mà xây bằng nhà lá mà không có một cái nền tảng cố định thì cũng như vậy thôi. Nên chắc hết á, những cái hồ sơ mà quý vị muốn làm, cho dù là bảo lãnh gia đình, cho dù là visa đi lao động, hoặc là cho những cái hồ sơ trục xuất, quý vị có nhiều bằng chứng thì nó sẽ giúp đỡ quý vị hơn. Và coi như mình rào trước mình đón sau, và mình biết là sở di trú họ cũng không có thể nói gì về cái hồ sơ của mình ngoài ra, coi như ngoài những cái yếu tố khác đó, thì cái đó nó sẽ giúp đỡ cho quý vị nhiều hơn. Tại vì từ lúc Khanh lên đài với chị Trà My thì có rất nhiều người ta hỏi những cái câu hỏi mà phần lớn là những người này có nhiều người ta không có đầy đủ bằng chứng. Thì vì vậy Khanh mới nói cái cơ hội đó, cái cơ hội của quý vị cao hay thấp tùy theo những cái sự bằng chứng quý vị có hay không thôi. Nên nếu mà chị hỏi Khanh 50-50, cái đó cũng tùy tùy theo cái yếu tố của cái hồ sơ, và coi như cái quá trình cái sự mạnh hoặc yếu về cái vấn đề những cái bằng chứng mà cái người thân chủ họ có thể đưa ra. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh. Trong cái quá trình mà cái người bị trục xuất đó họ xin cứu xét lại, họ đi ra tòa để mà họ trình bày các thứ đó, thì họ có quyền được xin luật sư công hay không, hay họ phải mướn luật sư riêng của mình? Dạ thưa chị, luật di trú thì trước giờ họ, những cái người bị trục xuất họ không có quyền để mà xin luật sư công. Cái quyền xin luật sư công nó chỉ nằm vào những cái tội hình sự thôi. Coi như quý vị nào bị phán án về tội hình sự thì nếu mà quý vị có thu nhập thấp thì bên họ bắt buộc phải đưa ra cho quý vị một cái người public defender, coi như người bảo vệ cho quý vị miễn phí. Nhưng mà về vấn đề di trú á, thì trước giờ cái luật di trú không có nói là cho quý vị một cái người để mà cải cho quý vị miễn phí. Một là quý vị có thể bỏ tiền ra để mà thuê, hoặc hai quý vị tìm những cái coi như là cái công ty thiện nguyện nguyên á, để mà tổ chức phi lợi nhuận những tổ chức phi lợi nhuận. Dạ. Thì nếu mà họ chấp nhận giúp đỡ quý vị thì họ sẽ giúp đỡ quý vị miễn phí, nhưng mà mỗi cái chi phí mà quý vị cần phải trả thì tùy. Họ có thể xin quan tòa hoặc là sở di trú miễn đi những cái phí đó. Rồi nếu mà quan tòa hoặc sở di trú không có chấp nhận miễn đi mấy cái phí đó thì quý vị những cái số phí đó quý vị phải trả. Vâng, thưa luật sư, mình đang nói về những cái trường hợp mà bị trục xuất và những cái gọi là tỷ lệ thành công hoặc là những cái hy vọng của họ để thay đổi cái lệnh trục xuất này như thế nào, cái cơ may ra sao. Thì như nãy giờ mình thấy là không có nhiều cơ may nếu như không có những lý do hết sức là thuyết phục vì sao bạn có thể chứng minh được là vì sao bạn có thể ở lại được nước Mỹ mà trở thành một công dân tốt, và có những cái sự thay đổi nào để thuyết phục được cái người quan tòa mở lại cái hồ sơ của mình để xem xét lại là cái quyết định trục xuất của mình này có hợp lý hay không, hay là có bất công hay không, thì họ mới cứu xét bằng cái cách đó, chứ còn không có cái lý do nào khác, kể cả nhân đạo. Nhưng mà sau khi bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ rồi, một thời gian sau, 5, 10 năm, 20 năm, vì một lý do nào đó liên hệ tới gia đình bên đây, con cái bên đây, cha mẹ già bên đây chẳng hạn, cũng là vì lý do nhân đạo, họ có cơ hội trở lại Mỹ thăm người thân, hay là bất cứ một lý do nào khác họ có trở lại được nước Mỹ, du lịch, du học hay thế nào hay không ạ? Dạ thưa chị, thì cái câu hỏi này mình quay ngược về cái vấn đề là quý vị bị trục xuất như thế nào. Nếu mà quý vị bị trục xuất bởi vì cái tội hình sự mà coi như là Khanh nói từ đầu chương trình là nếu mà cái tội hình sự đó là được có thể coi là aggravated felon á, thì coi như từ đây tới cuối đời của quý vị, hoặc từ đây tới lúc mà sở luật di trú thay đổi, quý vị không có cơ hội nào để mà quay lại nước Mỹ hợp pháp được. Rất là rõ ràng nha, nếu mà quý vị phạm tội hình sự mà coi như những cái tội hình sự đó được ghép cái tội danh là aggravated felony,
thì từ đây tới cuối đời của quý vị hoặc là từ đây tới lúc mà luật di trú có thay đổi á, hay không, và có thay đổi cho những cái người này hay không nữa chứ không phải là không, thì quý vị không có cơ hội nào khác để mà quay về nước Mỹ lại hết á. Còn ví dụ những người nào bị trục xuất bởi vì một là họ mắc họ không có đi dự tòa mà coi như là trong cái lệnh trục trong cái lúc mà sở di trú đòi trục xuất thì nói không có phải coi như là họ bị phạm tội gì á, có thể ở họ ở đây bất hợp pháp hoặc họ vào bất hợp pháp mà họ không đi hầu tòa, thì nói chung cái thời gian mình đợi ở ngoài, mình phải rời khỏi nước Mỹ và mình phải đợi ở ngoài cỡ 10 năm mà xong mình có thể xin quay trở lại được. Nhưng mà những cái tình trạng đó mình vẫn phải xin quan tòa mở cái hồ sơ chứ không phải là không. Không phải là một khi mà mình có cái lệnh trục xuất xong rồi mình ra nước ngoài xong mình đợi 10 năm xong mình xin quay vào trở lại, cái đó nó không có như vậy. Nên vì vậy trong cái quá trình trục xuất đó, cái mức cuối cùng mà quý vị có thể xin với quan tòa nó gọi là cái từ là voluntary departure, có nghĩa là mình rời khỏi nước Mỹ, thì cái đó nó có giúp đỡ cái hồ sơ của quý vị là như vậy. Một khi quý vị có xin cái voluntary departure và quý vị có rời khỏi nước Mỹ theo cái thời gian mà quan tòa đưa cho quý vị đó, thì dưới lệnh của dưới luật của sở di trú coi như quý vị chưa có bao giờ có một cái lệnh trục xuất. Có nghĩa là một khi quý vị làm như vậy, trong tương lai trong vòng một vài năm tới quý vị có thể xin quay trở lại nước Mỹ liền. Và nếu mà bên hải quan bên Bộ Ngoại giao họ cho hoặc là sở di trú họ cho thì quý vị có thể vào nước Mỹ mà coi như không có cái lệnh trục xuất cuối cùng. Còn nếu mà quý vị có cái lệnh trục xuất cuối cùng á, phần lớn là mình phải mở cái hồ sơ lại để mình xin cho quý vị quay ngược lại cho nước Mỹ, thì cái đó cái quá trình đó nó khó hơn thông thường. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Mình đã nói qua tất cả những điều cơ bản cần biết về quy trình trục xuất của Hoa Kỳ. Và như luật sư Khanh nói là hiện bây giờ là có tới 750.000 hồ sơ đang chịu lệnh trục xuất và đang trong cái quá trình được là gọi là xử lý Bị chấp nhận. Dạ. hơn 750.000 người đang trong cái quá trình coi như bị trục xuất, có nghĩa là họ đang trong họ phải đi dự phiên tòa hoặc là họ phải có cái vụ cãi về cái hồ sơ của họ, thì cái con số này nó sẽ tăng lên thôi chứ nó không có giảm bớt. Cho dù bây giờ bên Department of Justice họ thuê rất là nhiều người quan tòa mới, nhưng mà vấn đề là cái số hồ sơ nó cứ càng ngày nó càng tăng, chứ không phải nó giảm bớt cho vì cho có nhiều người quan tòa. Nên vì vậy Khanh nghĩ trong tương lai, một là cái lệnh sợ cái luật di trú họ phải thay đổi lại một cái cách nào đó, hoặc là hai họ thắt chặt hơn. Thì giống như là trong quá trình trong vài tháng qua thì bên chính phủ của ông tổng thống Trump ông có thắt chặt lại rất là nhiều, và theo Khanh biết á, thì những cái người quan tòa này họ có một cái mức cố định mà họ phải trục xuất trong vòng một năm. Nếu mà trong cái năm đó mà cái người quan tòa không có trục xuất đầy đủ cái con số người này đó, thì những người quan tòa này lại phải bắt đi coi như lấy những cái lớp coi như là cái từ nó gọi là remedial, có nghĩa là phải làm sao để mà tăng lên cái con số trục xuất đó cho đủ cái để cập đủ cái con số mà bên sở di trú họ đưa ra, thì Quota cái này bắt nó buộc hơi đó, cực cho mình do cái quota đó. Nên vì vậy bây giờ có nhiều người quan tòa họ rất họ phàn nàn và họ coi như họ muốn kiện lại bên Department of Justice và cái bên ông Trump về cái vấn đề này. cũng có thể là họ có những phản ứng như vậy, nhưng mà cũng có thể là vì cái áp lực đó mà họ cũng muốn xúc tiến nhanh, giải quyết cho nhanh và sẽ có nhiều người lần lượt bị trục xuất nhanh hơn thời gian trước đây. Dạ, thì Thông chúc thường như á quý vị thì và ví các bạn. dụ, Vâng. xin lỗi chị Khanh muốn nói thêm một cái là thông thường những cái người quan tòa một khi họ dưới một cái áp lực mà họ phải có một cái quota đó, có nhiều lúc lúc mà họ phán cái hồ sơ của mình họ không có coi như là fair và coi như impartial, có nghĩa là họ không có đồng bằng với nhau. Nên vì vậy bây giờ cái thời gian bây giờ là nó rất là khó cho những cái người luật sư về trục xuất hoặc là những cái luật sư nào mà làm với sở di trú, bởi vì bây giờ chính phủ đang thắt chặt lại những cái vấn đề này mà coi như là quan tòa họ có một cái áp lực của họ riêng, nên quan tòa cũng là người chứ không phải là không, nên có nhiều lúc họ coi như là họ bị áp và có áp xúc bức xúc á, có thể họ, họ quyết định cái hồ sơ mình nó hơi chặt. Nên vì vậy nói chung bây giờ là coi như là loạn về Hy vấn vọng đề hơn trục xuất đó. là cái thời trước, tại vì bây giờ cái áp lực nó quá nhiều, thành ra trong cái lúc mà họ xử lý hồ sơ đó thì chắc chắn là cũng có những cái gọi là không được mấy công bằng này kia, thì hoặc là đi ra kháng kiện, đi ra tòa nó cũng khó khăn hơn hồi xưa. Thì như vậy cái tóm lại là những người nào nằm trong diện trục xuất đó thì cũng chỉ biết là cầu may, cái số phận của mình gặp được may mắn thôi, chứ còn cũng không có nhiều cơ hội đâu, vì luật đã như vậy rồi, không thể nào thay Với đổi lại được. mình tìm một cái người luật sư nào họ giỏi
giỏi để mà họ giúp đỡ mình, coi như là navigate, là mình coi họ chỉ dẫn mình cái bước đi như thế nào để mà giúp đỡ cái hồ sơ của mình. Nếu mà mình một tìm một cái người lang băm nào đó, họ nói ồ tất cả họ có thể làm được, tới đó quý vị phải để ý rất là rõ kỹ nha. Vâng, Khanh khuyên dạ, quý vị là và như như vậy. vậy thì dĩ nhiên mình thì hiểu được những cái khó khăn đó rồi, thì làm sao một khi đã tới Mỹ hợp pháp rồi thì giữ cái tình trạng di trú của mình hợp pháp, đừng làm gì để có thể bị nguy cơ trục xuất, rất là rắc rối. Trà My tạm ngưng cái chủ đề trục xuất ở đây để bắt những cái câu hỏi của quý khán thính giả lúc này, giải đáp cho họ ngay thưa luật sư, không liên quan tới trục xuất nhưng mà liên quan tới di trú Hoa Kỳ. Tân Nguyên Phạm, mẹ vợ em có thẻ xanh, đã về Việt Nam 4 năm, bây giờ muốn quay lại Mỹ theo thường trú nhân như thế nào? Thưa anh, nếu mà đã về quá 4 năm thì một là anh, nếu mà mẹ vợ muốn quay trở lại thì có phải xin cái nó gọi là cái Returning Resident Visa, nó gọi là cái từ SB1. Thì trong cái quá trình mình xin cái SB1 đó, mình phải chứng minh tại sao mình ở nước ngoài quá lâu. Một là về cái lý do bệnh tật, hoặc hai là giống như trong gia đình có vấn đề hay gì đó. Và bên Mỹ mình vẫn duy trì giống như lịch trả tiền thuế và có những cái tài khoản cá nhân, thì cái đó cái cơ hội mình xin cái SB1 sẽ cao hơn. Còn nếu mà mình không có được đầy đủ chứng minh đó, thì ok mình bỏ đi cái hồ sơ, cái mình sẽ vào lãnh sự quán bên Việt Nam, mình nói ok bây giờ tôi muốn trả lại cái thẻ xanh và bắt đầu làm lại cái hồ sơ mới. Có nghĩa là mẹ vợ của anh, nếu có quốc tịch thì vợ của anh làm lại cái đơn I-130 ngay, hoàn toàn ngay lúc đầu. Thì trong vòng 1 năm, 1,5 năm thì mẹ vợ của anh có thể qua lại Mỹ và có thẻ xanh mới. Nhưng mà trước hết mình phải coi như bỏ cái thẻ xanh cũ đi đã, rồi mình bước qua lấy cái thẻ xanh mới. Vâng, Bình Lê Hữu nhận con nuôi là du học sinh qua Mỹ theo dạng visa F1. Sau 2 năm nộp đơn cho sở di trú xin chuyển đổi tình trạng cho cháu nhưng bị từ chối. Tôi đã nộp motion xin xem xét lại. Thời gian chờ trả lời bao lâu nếu bây giờ cháu về lại Việt Nam trước khi có trả lời? Về sau nếu được đồng ý cấp thẻ xanh thì có quay lại Mỹ được không? Thưa bà, bạn đặt câu hỏi, nếu cái thời gian mà cái motion to reconsider and reopen nó, thông thường sở di trú họ dùng 6 tới 9 tháng để mà họ duyệt cái đó. Một khi sở di trú đó coi như bác cái đơn, cho dù mình xin cái motion reopen, motion reconsider, mình phải coi như trả lời cái lý do tại sao mà sở di trú họ bác đơn. Nếu mà trả lời không được thì cái đó nó cũng coi như không. Và nếu mà trong cái thời gian này, nếu người con nuôi của quý vị có về Việt Nam á, mà ví dụ sau này cái hồ sơ được chấp thuận yes, thì tới lúc đó mình phải làm qua bên trung tâm thị thực để mà xin cái visa để qua đây luôn. Còn nếu mà con của quý vị quay trở về Việt Nam mà cái hồ sơ này bị bác đơn, thì coi như cái quá trình mà để quý vị đưa người con nuôi quý vị từ Việt Nam qua đây lại, nó sẽ khó hơn chứ không phải dễ hơn. Vâng. Quý vị nào có câu hỏi trước bạn Tân Nguyên Phạm đó thì xin vui lòng gửi lại, tại vì trên màn hình lúc này không thể lần lên những câu hỏi trên đó nữa. Xin quý vị thông cảm nhé. Bây giờ tiếp tục những câu hỏi tiếp theo. Thưa luật sư Bảo Lãnh, anh chị em hiện bây giờ tới đâu rồi? Dạ thưa chị Bảo Lãnh, anh chị em thì bây giờ Bộ Ngoại giao họ đưa ra cái ngày đáo hạn là ngày 12, ngày 15 tháng 2 năm 2005, thì những người nào, những quý vị nào có cái ngày ưu tiên trước cái ngày đó đó, thì tới nói chung bây giờ là quý vị có thể tiến trình với bên trung tâm thị thực để mà lấy cái cuộc hẹn phỏng vấn để mà đi. Vâng, xin hỏi luật sư về thông báo mới của Sở Di trú đối với EB5, nhất là quota mới cho năm 2019. Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, bây giờ cái EB5 họ vẫn chưa, cái về với Regional Center á, thì sở di trú họ vẫn có chưa có gia hạn, cũng chưa có báo gì về gia hạn hết đó. Nên cái này nói chung tháng 10 này coi như là không có visa nào được cấp cho những cái người có xin EB5 qua Regional Center. Direct investment vẫn ok. Có nghĩa là nếu mà quý vị bỏ tiền vào, quý vị tự mở công ty, quý vị tự đầu tư thì cái đó vẫn còn tiến tới bình thường. Nhưng mà về nếu mà quý vị bỏ tiền vào cái công ty Regional Center thì nói chung hiện tại bây giờ hoàn toàn nguyên thế giới không có thể người nào tiến tới với cái EB5 qua Regional Center được. Vâng. Tại vì đang bên chính phủ đang coi như là một là họ gia hạn thêm, hoặc hai là họ đổi cái chương trình gì đó, và Khanh chưa có nghe những cái thông tin về vấn đề gia hạn thêm. Vâng. Câu hỏi của Phương Thi Mai là kết hôn, nộp hồ sơ bảo lãnh giữa tháng 3 2018, thời gian chờ đợi được phỏng vấn nhận thẻ xanh là bao lâu? Thưa chị, nếu mà chị kết hôn mà hồ sơ mới nộp tháng 3 thì chị đợi ít nhất có 12 tới 15 tháng. Trước hết là cái I-130, thông thường họ sẽ bên sở di trú họ sẽ dùng cỡ 6 tới 9 tháng để họ duyệt. Nếu mà họ chấp thuận rồi họ sẽ gửi về bờ cho bên trung tâm thị thực, tới lúc đó nếu mà cái quá trình làm bên trung tâm thị thực của chị không có vấn đề gì đó thì chị cộng thêm cỡ 6 tháng nữa, thì tổng cộng là có 12 tới 15 tháng từ cái ngày mà cái I-130 được nhận. Nếu mà cái hồ sơ không có vấn đề gì, mà nếu mà hồ sơ là sở di trú họ quay ngược lại họ đòi bổ sung giấy tờ thì nó sẽ kéo dài hơn. Vâng, Lam Phong Nguyễn
Nguyên Ngọc, cho em hỏi đã chấp thuận đơn I-526 rồi, trong khi chờ visa thì có xin đi du lịch Mỹ được hay không? Trước đây đã phỏng vấn một lần bị rớt. Thưa chị có thể xin visa đi du lịch Mỹ, nhưng mà phần lớn là bên sở di trú họ, bên Bộ Ngoại giao họ sẽ bác đi cái đơn xin visa đi du lịch, bởi vì chị đã có cái I-526 rồi, có nghĩa là chị đang có ý định là qua đây định cư luôn. Và cái visa đi du lịch có nghĩa là mình xin mình không có ý qua đây định cư, nhưng mà nó bao gồm với cái hồ sơ I-526 của chị. Họ nói là no, chị đã có cái hồ sơ xin cái I-526, có nghĩa là qua cái Regional Center, qua EB-5 rồi. Nên vì vậy chị quyết định là chị sẽ có cái, nó gọi là cái Immigrant Intent, có nghĩa là cái ý định ở lại đó. Nên vì vậy mỗi lần mà chị xin cái visa đi du lịch, Khanh biết đó, chắc chắn là cỡ 98-99% họ sẽ bác đi cái hồ sơ xin visa đi du lịch cho chị. Và trường hợp này nữa, đặc biệt là bạn cũng đang có hồ sơ F4 nữa thì càng không có khả năng đi du Oh lịch được. yeah. Dạ. Oh yeah. Vâng, Lâm Loan, em có thẻ xanh 10 năm nhưng ở Singapore làm việc và sống ở đó. Bây giờ em có thể quay về Mỹ sống được hay không? Thưa chị có thẻ xanh 10 năm, nhưng cái vấn đề là chị ở bên Singapore bao lâu rồi? Nếu mà chị ở quá lâu thì giống như cái câu trả lời hồi nãy Khanh có trả lời cho cái anh nói mẹ vợ về Việt Nam 4 năm đó. Nếu mà chị sống bên Singapore, chị làm bên Singapore và chị có tiền và chị vẫn khai thuế với Mỹ bình thường. Cái này cũng tùy chị thôi nhé, tùy theo cái thu nhập của chị bao nhiêu. Tại vì nếu mà chị làm dưới một cái con số cố định thì chị không cần phải khai thuế bên Mỹ. Nhưng mà cái mà quan trọng á, là chị là người thường trú nhân, mà chị rời khỏi nước Mỹ lâu quá mà chị không có gì để mà coi như là dính líu tới bên nước Mỹ á, thì nói chung chị có thể mất cái thẻ xanh và chị phải bắt đầu cái quá trình trở lại, hoặc là chị xin cái nó gọi là cái SB1 Returning Resident Visa với bên lãnh sự quán để mà họ cho chị vào lại và giữ cái thẻ xanh cho chị. Còn nếu mà chị qua Singapore chị làm quá lâu rồi mà coi như chị không có dính líu tới bên Mỹ, coi như nhà cửa không có, thuế má cũng không đóng, tài khoản tài chính gì cũng không có. Phần lớn Khanh nói với chị là, và chị đã ở quá 2-3 năm á, thì Khanh nói với chị phần lớn có thể là chị đã mất thẻ xanh. Nhưng mà có nhiều người người ta làm liều nhé, người ta lấy cái thẻ xanh đó họ quay ngược lại Mỹ. Nếu mà lúc mà chị vào hải quan lại mà hải quan họ không có vấn đề gì hết, thì nói chung là mình vẫn là người thường trú nhân và chị nên ở đây. Còn nếu mà lúc mà chị vào mà hải quan ngăn chị lại thì tới lúc đó chị có vấn đề. Vâng, cũng liên quan tới thẻ xanh và đi ra khỏi nước Mỹ trong thời gian đó thì câu hỏi của Sơn Nguyễn, cách đây 6 năm chị của bạn có thẻ xanh 10 năm, đi về Việt Nam đã hơn 5 năm, bây giờ có visa B2 sẽ quay lại Mỹ trong 2 tháng tới. Thì khi mà quay lại Mỹ đây đó thì cái người đó có xin lại cái thẻ xanh được hay không? Nếu được làm thế nào? Thưa anh, cái này á, anh tự, nếu mà anh suy nghĩ sâu xa hơn anh sẽ vẫn biết câu trả lời. Trước hết á, là nếu mà cái người thường trú nhân họ quay ngược trở lại, họ không có cần một cái visa để nào mà vào, mà một khi họ xin cái visa B1 B2, có anh phải coi lại trong cái đơn DS-160 đã nói gì về cái người thường trú nhân này. Tại vì cái DS-160 trên lúc mà quý vị xin cái visa đi du lịch đó, quý vị phải nói là trước giờ quý vị có phải là có qua Mỹ hay không, hoặc là có thẻ xanh hay gì hay không. Quý vị phải coi lại rất là rõ ràng nhé. Tại vì nếu mà trong cái hồ sơ đó anh nói cái người này chưa bao giờ có thẻ xanh hoặc cái gì đó, mà đáng đúng luật là họ cái người đó có thẻ xanh, tới lúc đó sẽ có vấn đề rất là nhiều. Mà không có thể dùng cái B1, B2 visa rồi xong qua bên Mỹ rồi xong xin lại cái thẻ xanh mà mình đã có lúc trước. Cái đó nó không có, nói chung là nó không có make sense anh. Và cái đó Hợp nó vi lý. phạm cái luật nữa đó. Dạ, thưa câu Nên hỏi nếu tiếp mà anh theo. muốn á, dạ xin lỗi chị, xin hỏi đi. Vâng, tiếp theo cũng của Sơn Nguyễn là thường trú nhân có thể bảo lãnh cho con trai có vợ đã ly dị hai con ở Việt Nam. Với cái thẻ xanh thì người cha có thể bảo lãnh cho người con trai đó hay không? Nếu được, sau này cái người con trai đó có thể bảo lãnh tiếp để đưa hai cái người vợ và hai đứa con đã ly dị qua Mỹ tái hôn và bảo lãnh được hay không? Dạ thưa anh, người thường trú nhân có thể bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên hoặc dưới 21 tuổi, và những người con đó nếu mà họ có con cái của họ riêng thì những đứa cháu đó có thể đi ăn theo. Dạ, Còn nhưng ví mà dụ trường cái hợp người này con là đó họ đã ly muốn, dị và trên em biết, 21 dạ, tuổi, còn độc thân. yeah. Không độc thân thì vẫn đã ly dị trên 21 tuổi, không còn đang độc thân thì yes, cái người thường trú nhân họ có thể bảo lãnh những cái người này và cái những đứa cháu có thể đi ăn theo. Rồi câu trả lời thứ hai, nếu mà sau này muốn tái hôn với cái người vợ cũ đó thì tùy, có thể qua đây rồi xong sau đó làm như thế nào, làm có thể chứng minh rằng là mình không có phải là mình ly dị để mà coi như cắt cái ngày, hoặc coi như là để mình làm ly dị để mà coi như là mình được bảo lãnh.
thì tới lúc đó nếu mình có thể chứng minh những cái việc đó thì giá có thể tái hôn và đưa người người vợ cũ qua chứ không phải là không. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ là một là anh muốn là cái người con của anh có đem cháu chích qua hay không, hay để cháu lại ở với mẹ, rồi xong sau này người con anh qua có thể sanh không, quay ngược lại bảo lãnh hết nguyên ba người tùy. Thì cái đó phải thuyết phục cho cái người ở bên sở di trú biết rằng đó là không phải là cái ý định có chủ đích nhé. Phải Dạ. làm sao? Dạ, thuyết phục Quý được vị người đó phải chứ để ý còn. rất là kỹ càng về cái đó nhé. Vâng, xin luật sư trả lời tiếp cho Thanh Hà. Khi trên đường từ Mỹ, từ Việt Nam sang Mỹ, nhân viên trên máy bay có phát cho giấy tờ ghi cái gì đó mà nếu mình không khai thì có ảnh hưởng cho chuyến bay sau này hay không? Thưa chị, vấn đề là không phải chị khai hay không mà cái đó là bắt buộc chị khai, mà họ hỏi là chị có đem những cái đồ đạc nào giống như là thịt, đất đai, đất giống như là đất á, đất đất luôn á, có qua hay không, và cái số tiền chị đem vào có nhiều hay không. Nếu mà chị khai không đúng mà tới hải quan á, họ chụp chị lại và họ bắt đầu xét những đồ đạc của chị mà họ lôi ra, tới lúc đó một, nếu mà chị khai không có đúng số tiền họ có thể giữ cái số tiền lại là một. Cái thứ hai, những cái đồ ăn mà chị nói mà chị không có khai họ có thể bỏ. À, thì nói chung nó không có ảnh hưởng trong cái những cái chuyến đi tương lai, nhưng mà một khi chị đã, ví dụ chị đã khai không có đúng về số tiền mà bên hải quan họ giữ lại, họ tịch thu lại cái số tiền đó đó, sau này có thể họ sẽ để ý chị nhiều hơn, bởi vì coi như mình đã có một cái red flag trong cái hồ sơ của mình rồi, Dạ, có tì vết khai thì gian rồi thì cũng dạ hơi có tiền vết khai gian rồi đó, nên vì vậy nên như, sau này có thể cái chuyến đi sẽ bình thường, nhưng mà tới lúc mà mình khai đó, có thể họ sẽ coi kỹ càng lại hơn. tờ khai hải quan đó là bắt buộc mình phải khai cho trung thực. Dạ vâng, Dạ đúng. Kathleen Nguyễn cho em hỏi thẻ xanh chồng bảo lãnh vợ hai con hồ sơ tháng 10 ngày 25 năm 2017 tại California, bây giờ chờ đợi bao lâu và cái mức lương cần thiết cho gia đình 4 người bao nhiêu? À, thưa chị, nếu bây giờ cái người thường trú nhân họ bảo lãnh cho vợ của vợ chồng của họ hoặc con cái dưới 21 tuổi, thì bây giờ cái ngày đáo hạn của họ là ngày 22 tháng 8 năm 2016, chị ít nhất cũng đợi cỡ năm mấy nữa mới tới phiên của chị để xin visa. Và cái mức lương cố định cho 4 người năm nay á, tùy theo cái người chồng của chị có khai, có người ăn theo hay không nhé, có những cái người dependent hay không. Nhưng mà nếu mà mình tính không có ai ở đó, chỉ có 4 người á, thì ít nhất là 32.000, 33.000 trở lên. Vâng, Hằng xin hỏi luật sư là mở hồ sơ K1 nhận được đơn 797 năm tháng, tháng ngày 11 tháng 9 năm nay. Trong đơn 797 có đề hồ sơ là đang chuyển về NVC có thời gian từ 2 tới 4 tuần. Đây là thời gian em có lịch phỏng vấn hay sao? Thưa chị, nếu mà chị mới nộp tháng 9 thì không có thể nào mà họ chuyển cái hồ sơ này về NVC hết á. À, bởi vì nếu mà mới nộp tháng 9 á, thì họ phải, bên sở di trú họ phải chấp thuận cái hồ sơ trước. Nên vì vậy em không có biết chị nói như thế nào, hoặc là có thể chị đưa ra cái tài liệu không đúng. À, nhưng mà một khi cái hồ sơ được chấp thuận, có nghĩa là nếu mà cái K1 nó được chấp thuận, thì yes, họ sẽ gửi cái lá thư, họ nói bây giờ cái hồ sơ được chuyển về bên NVC. Và một khi NVC có cái hồ số hồ sơ đó, họ sẽ đưa ra số cái số của cái NVC, tới lúc đó chị mới có thể tiến tới cái quá trình kế tiếp để mà coi như là điền cái đơn I-160, đóng phí rồi xong lên cuộc hẹn với bên lãnh sự quán để mà chị có cái cuộc phỏng vấn của chị. Thông thường ví dụ bây giờ em chỉ, một khi chị nói chị nhận được lá thư NVC chuyển về, thì em nghĩ là cái hồ sơ I-129F của chị đã được chấp thuận rồi. Và bây giờ trong cái quá trình chuyển về NVC thì cái quá trình đó nó có thể kéo dài 2 tới 3 tháng. Rồi giống như em nói, một khi bên NVC có hồ sơ, họ đưa cái số hồ sơ cho chị, tới lúc đó chị mới có Được, cái thể số hồ làm cái sơ đó phần là còn lại. cái case number đó, và cái số này đó là do NVC gửi cho mình chứ không phải mình chủ động liên hệ để nhận phải không ạ? Dạ đúng thưa chị, đúng, NVC họ sẽ gửi cho mình, họ cái số hồ sơ sẽ bắt đầu cái kiểu là HCM cho, thay cho Hồ Chí Minh City, và xong một dãy số 1 2 1 2 0 1 8, rồi Vâng. xong 6 con số sau đó nữa, mình Dạ lấy con vâng. số đó mình làm cái đơn DS-160, mình trả tiền phí mình mới lên cái cuộc hẹn phỏng vấn được. Dạ, Phương Lan cho em hỏi diện EB3, em nộp hồ sơ I-140 tháng 8 năm nay, bao lâu nữa thì được phỏng vấn? À, thưa chị nộp không có nghĩa là cái hồ sơ được chấp thuận. Trước hết cái I-140 phải được chấp thuận. Và một khi cái I-140 được chấp thuận thì ngay bây giờ chị không cần phải đợi, thì cái hồ sơ có thể tiến tới với bên National Visa Center. Dạ Em ha. không có thể trả lời được bao lâu, bởi vì chị chưa biết cái I-140 được chấp thuận hay không, mà cái quá trình nó có thể kéo dài từ 6 tới 9 tháng. Vâng, Hana Phạm, anh rể bảo lãnh chị gái bằng quốc tịch nhưng phỏng vấn 2 lần vẫn là giấy xanh, kêu về nhà chờ thì cho em biết thời gian là khoảng bao lâu?
Dạ thưa chị, một khi họ đã đưa cái giấy xanh mà nói về nhà đợi đó, có nghĩa là bên nhân viên của lãnh sự quán sẽ đi lại nhà và những cái địa chỉ mà hai bên đã khai ra trong cái đơn DS-260 để mà điều tra về cái quá trình cái hôn nhân của hai người này có thật hay không. Thông thường cái thời gian mà từ cái kéo dài cỡ 6 tới 9 tháng đó nha, chứ không nó cũng lâu lắm á. À, nên trong cái thời gian đợi này quý vị đặt câu hỏi nên để ý về cái vấn đề những cái người nhân viên họ có thể lại bất cứ lúc nào trong ngày, và nếu mà họ hỏi quý vị mà quý vị không có chuẩn bị đủ đầy đủ tinh thần hoặc quý vị trả lời sai á, nói chung cái hồ sơ của quý vị sẽ bị bác Dạ và vâng. quý vị không có cả khả năng để mà coi kháng kiện lại cái hồ sơ đó. Vâng, một người có quốc tịch 50 mấy tuổi bây giờ có thể bảo lãnh cho một người em gái 57 tuổi có chồng có một con gái trên 21 tuổi được không? À, dạ được, có thể bảo lãnh cho người em gái và chồng, còn có đứa bé đứa cháu ha, trên 21 tuổi thì cơ hội đi rất là coi như con số không. Vâng. Chị EB Dream mà đợi 3 năm cho bây giờ, xin lỗi chị cái này là sai rồi nhé, tại vì trước hết đó là chị phải coi lại cái labor certification của chị có hay chưa, và cái thứ hai cái vấn đề Khanh xin lỗi, Khanh nói chị Khanh không biết anh hay chị, nhưng mà ok cứ cái thứ hai là phải coi lại cái đơn I-130 đó được chấp thuận hay chưa. Nếu mà I-130 được chấp thuận rồi, Khanh xin lỗi, không phải 130 mà I-140 đã được chấp thuận hay chưa. Nếu mà cái đơn I-140 được chấp thuận rồi, đáng lẽ cái hồ sơ này phải được chuyển qua bên NVC, bởi vì EB3 cho người Việt Nam của mình không có cần ngày đợi, tại vì bây giờ cái bulletin nó nói là nó current, có nghĩa là nếu mà cái I-140 được chấp thuận rồi có thể tiến tới với bên National Visa Center để làm phần còn lại để mà đi qua đây. Nếu cái hồ sơ của chị đã ngâm 3 năm, Khanh đề nghị là chị liên lạc với cái người luật sư làm cái hồ sơ cho chị, hỏi cái quá trình như thế nào, cái I-140 đã được khai hay chưa, và cái quá trình cái I-140 đi coi như là đã được chấp thuận hay không. Vâng. À, xin hỏi luật sư là ba mẹ bảo lãnh con cái thời gian chờ đợi bao lâu? Dạ tùy, dạ thưa các bạn đặt câu hỏi, tùy theo cái tình trạng của bố mẹ coi như là người thường trú nhân hoặc là người có thẻ xanh, và cái tình trạng của người con cái trên hoặc dưới 21 tuổi và đã lập gia đình hay chưa. Nếu mà quý vị có thể đặt câu hỏi nói rõ hơn một chút thì có cái câu trả lời của Khanh sẽ có, còn nếu không bây giờ Khanh có thể trả lời 4 5 cách lận. Vâng. À, câu hỏi của Phương Phương là chồng em đang bị giữ thẻ xanh, đi diện tị nạn năm 78, vậy thì có bị trục xuất về Việt Nam không? Dạ thưa chị, không phải là chồng chị đang bị giữ thẻ xanh, nhưng mà chồng chị đang bị một là đã bị trục xuất rồi hoặc có cái lệnh trục xuất hoặc là đang trong cái quá trình trục xuất. Thì giống như Khanh nói và chị Trà My nói trong mấy chương trình trước đây á, thì bây giờ có cơ hội là chồng chị sẽ bị trục xuất về Việt Nam một khi có cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi, nếu mà bên Việt Nam đồng ý cấp cho cái giấy thông hành cho chồng của chị đi. Bởi vì bây giờ cho dù mình qua đây trước hoặc sau năm 95 nó không có còn tác dụng nữa rồi. Bởi vì trước đây á, thì nếu mà mình qua đây trước tháng 7 năm 95 á, thì coi như nếu mà mình bị trục xuất mình thì mình vẫn có thể ở lại đây. Nhưng mà bên bây giờ cái chính phủ của ông Tổng thống Trump, ông có coi như là thu hồi lại cái sự thỏa thuận đó giữa nước Việt Nam và Mỹ. Nên bây giờ cho dù mình qua trước hoặc sau 95, nếu mà bị trục xuất mà bên Việt Nam cấp giấy thông hành, mình vẫn có thể đi. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Mình còn quá nhiều câu hỏi nhưng thời gian dành cho chương trình hết rồi. Chúng ta hẹn gặp lại nhau vào tuần tới để tiếp tục trả lời những thắc mắc của quý vị nha. Quý vị nào gửi câu hỏi sau chưa được trả lời ngày hôm nay xin vui lòng thông cảm. Mình gặp nhau hàng tuần thì có rất là nhiều cơ hội. À, chương trình của chúng tôi mỗi buổi tối thứ năm từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas, đang công tác cho Ủy ban cứu người vượt biển BPSOS, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ hỗ trợ cho cộng đồng người Việt tại Mỹ. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại tuần tới. Cảm ơn chị Trà My, và Khanh xin cảm ơn quý vị khán thính giả đoài qua. Xin hẹn quý vị trong tuần tới. Dạ Xin chào vâng, quý Trà vị. My xin kính chào tất cả quý vị và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đến phút cuối. Chào chị.